Thưa quý vị, thực hiện lời dạy của Bác, lực lượng công an nhân dân rèn đức luyện tài, lập chiến công vì nước quên thân, vì dân phục vụ và thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian qua, cùng với công an cả nước, lực lượng công an thành phố đã không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ chiến sĩ trong lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố sẵn sàng xả thân vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Là chiến sĩ được phân công về phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố, Thượng úy Nguyễn Thành Thái đã cùng đồng đội trực tiếp tham gia dập tắt nhiều vụ cháy, cứu người bị nạn thành công. Gần đây nhất, khi nhận được thông tin có một người đi xe máy rơi dưới cống nước thải trước số nhà 500 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, nạn nhân bị đa chấn thương, không thể tự di chuyển lên được. Là tổ trưởng tổ tiếp cận hiện trường, Nguyễn Thanh Thái cùng với đồng đội triển khai đội hình bằng dây cứu hộ, Thái đưa dây xuống hố sâu, cõng người bị nạn trong không gian chật hẹp để bàn giao lại cho lực lượng y tế. Với anh, khi đã tâm huyết với nghề đã chọn, thì sẽ cống hiến hết mình để phục vụ nhân dân. Từ ngày mà bước chân vào lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, thì bản thân luôn tự hào là một chiến sĩ công an của cảnh sát phòng cháy chữa cháy, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của cấp trên cũng như là lãnh đạo giao cho bản thân trong những vụ cứu nạn cứu hộ cũng như là vụ chữa cháy mà khắc phục được tài sản cũng như là cứu được tính mạng của nhân dân, thì bản thân rất là tự hào và đã được vinh dự khi được góp phần một sức nhỏ để cứu những cứu người cũng như là cứu tài sản của nhân dân. Theo lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố, chữa cháy và cứu hộ là một nghề không xác định trước thời gian và địa điểm, rủi ro tai nạn luôn rình rập, dù trên cạn hay dưới nước, dù ngày hè nắng lửa hay những đêm đông giá rét, đòi hỏi lực lượng phòng cháy chữa cháy luôn sẵn sàng ứng trực cùng với lực lượng khác để bảo vệ yên bình cuộc sống nhân dân. Thực hiện cái phong trào công an dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, thì lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy luôn luôn phát huy và nâng cao vai trò trách nhiệm của mình trong công tác chuyên môn, đã kịp thời tham gia cứu chữa và cứu nạn cứu hộ, hỗ trợ người dân xử lý nhiều vụ cháy, vụ cứu nạn cứu hộ đạt kết quả tốt. Đối với lực lượng phòng cảnh sát phòng cháy cháy cứu nạn cứu hộ nói chung và đội công tác chữa cháy nói riêng, thì thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, thì trong công tác chuyên môn, đội công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ đã phát huy rất là nhiều cái vai trò trong chiến đấu, góp phần đem lại nhiều cái hình ảnh tốt đẹp trong người dân. Khắc ghi lời dạy của Bác, lúc dân cần, lúc dân khó, có công an. Cán bộ chiến sĩ lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngày đêm ra sức rèn đức, luyện tài, hăng say luyện tập, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, góp phần xây dựng lan tỏa trong lòng nhân dân hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ.